Rồi, vậy là xong rồi nha. Đó, rồi mình dắt tiêu lên cái nha. Thằng đầu tiên là cũng được yếm quá cái nha, màu mè cũng được cái nha. Đó, tiêu lên. Đó, tại mình nhà mình không có ăn hành, mình không có bỏ hành nữa cái nha. Đó. Ngon quá nha, màu đẹp, sắc đẹp cái nha. Đó, quá ngon luôn cái nha. Nguyên liệu thì có mình có 5 quả trứng nha cả nhà, 5 quả trứng vịt. Đây mình có một tép tỏi, nửa củ gừng với một củ hành nha cả nhà. Rồi mình bắt đầu mình sắt nguyên liệu trước nha cả nhà. Mình bỏ đi qua chén cái nhà. Rồi mình xác định cái nhà. Đường vô thì nó cho nó thơm chứ nó giữ được cái mà át được cái mùi tanh của trứng cái nhà. Xác không ra. Rồi xác nhỏ nhỏ cái nhà. Lần đầu tiên làm món này luôn, không biết tình hình sao đó cái nhà. Rồi nguyên liệu mình sắt xong cái nhà, hành này kia mình sắt rồi xong cái nhà, rồi để riêng qua bên, rồi mình bắt đầu mình bắt bếp lên chiên hột vịt nữa cái nhà. Rồi mình để cho cái dầu sôi lên cái nhà. Rồi, giờ sau bắt đầu mình cho vô ăn vô cái nhà. Mình cho hành với gừng với tỏi vô luôn cái nhà. Mình phi cho thơm cái nhà. Rồi hành với phơm cái nhà, phơm cho vừa vừa cái nhà tóc ít cái nhà. Rồi cái nhà lấy ba cái hành phi với tỏi với gừng mình ra nha, nhân hồi mình ớp vô cái nó kia nha. Rồi cái này mình ấy xong rồi nha, rồi mình đặt trứng vịt vô cái nha.
Rồi cả nhà lấy cái nắp để đậy lên nha. Rồi vậy là món món trứng mình chiên về xong rồi cả nhà. Đó. Xong rồi cả nhà. Đó, bắt đầu mình tắt bếp này, gấp cái dĩa cả nhà. Những cái dĩa mình gấp ra cả nhà. Rồi mình gấp cái ngoài cái nha. Rồi bắt đầu mình làm nước pha nước chấm cái nha. Đây mình vô cho vô nửa chén nước đây nha. Đó, nửa chén nước. Rồi mình vô cho đây ba muỗng nước mắm cả nhà, 2 3, rồi 3 muỗng cả nhà. Đây mình có ăn chay chinh su, mình bỏ tương ớt vô cả nhà. Rồi mình cho ra 2 muỗng tương ớt vô nha. Rồi mình cho đây vô cho 1 muỗng cà phê đường nha cả nhà. Cho một nửa đi rồi. Một muỗng bột ngọt nha. Rồi cái nhậu phải điệu lên giùm mình nha. Thôi mình bắt đầu mình tận dụng cái chảo nãy rồi mình đun sôi cái này lên nha cả nhà. Mình bật bếp lên. Để cho nấu mình đổ cái nước sốt vô cả nhà. Rồi mình đổ nước sốt vô cả nhà. Nhà quậy cho đều gió tan nước sốt hết trơn nha. Hôm nay thử làm món này luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà quậy chừng nào cho nó hơi sạch sạch cả nhà, bỏ trứng vô nha cả nhà. Rồi sau khi nước nó hơi sắc xuống nha, đổ tép tỏi với hành với gừng gừng vô nha. Nha quậy cho đều. Đó, nước này nước nó hơi sạch rồi nha, nha. Nó hơi sạch vậy rồi bắt đầu cái nhà bỏ trứng vô cái nha. Một quả, 2 quả. Ba quả. Bốn quả. Năm quả. Rồi bây giờ nấu chừng mà cho nó sạch lại cái nhà ấy cái nhà. Đó, thấy sạch chưa cái nhà. Này cả nhà muốn cho sạch luôn thế cũng được nha cả nhà. Cả nhà muốn sạch cho nó sạch luôn. Thì mình đây mình làm ăn nhà mình chừa lại miếng nước nữa mình cho ăn cơm nha cả nhà. Rồi nước này ngon lắm cả nhà ơi, cho ăn cơm là ăn hết mà cơm luôn cả nhà.
Đó, rồi ngọc tiên làm luôn cũng được hết nha. Ở cái nhà để cho thấm đi nha. Trở về úp này xuống cho nó thấm bề dưới nha. Đó. Thấy ngon chưa nha, bề dưới chiên nó vàng. Vừa vàng về trên nó vừa chín tới luôn nha. Đó. Ngon chưa cả nhà? Quá ngon. Có mùi gừng vô thơm, mùi thơm quá cả nhà. Rồi, bây giờ mình kho từ nãy giờ, giờ trứng nước bắt đầu nó sắc xuống cả nhà, mình tắt bếp đi cả nhà. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ bày ra dĩa cả nhà. Rồi mình chan cái nước sốt lên. Nước cái sắn đặc ngọt thơm quá cả nhà. Vậy là xong rồi cái nha. Đó, rồi mình dắt tiêu lên cái nha. Thằng đầu tiên làm cũng được yên quá cái nha. Màu mè cũng được cái nha. Đó, tiêu lên. Đó, tại mình nhà mình không có ăn hành, mình không có bỏ hành nữa cái nha. Đó. Ngon quá nha, màu đẹp, sắc đẹp cái nha. Đó, quá ngon luôn cái nha. Hết biết cái dĩa này rồi. Đây. Thì trong mùa dịch thì xin chúc ông bà cô chú bạn bè gần xa trên mỗi miền đất nước và ngoài nước nha. Thì mời cả nhà món trứng vịt kho nước mắm lần đầu tiên mình làm luôn cả nhà. Rồi thì lần đầu thì này cũng làm bữa cơm chiều, thì xin chúc cả nhà có một buổi cơm chiều ngon miệng nha. Thôi video của mình đến đây xin tạm dừng cả nhà. Hẹn video cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.